Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một cái ngày đầu tuần làm việc thật là hiệu quả, thật là vui vẻ, thật là năng lượng. Chúng ta chào nhau. Và mỗi buổi sáng thì các bạn uống gì vào buổi sáng nè? Các bạn có thể là uống, một người thì uống trà nè, có thể là uống cốc trà vào buổi sáng, uống một tách trà vào buổi sáng. Có người thì uống cà phê vào buổi sáng. Nhưng đối với Trúc thì mỗi buổi sáng Trúc sử dụng một ly diệp lục collagen như thế này. Sau khi chúng ta vận động nhẹ nhàng, chúng ta chạy bộ vào buổi sáng hoặc chúng ta tập yoga vào buổi sáng, sau đó chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta uống một ly diệp lục collagen trước khi chúng ta ăn sáng, để giúp cho cơ thể của chúng ta mát mẻ, đào thải độc tố, giúp cho chúng ta có được một sức khỏe tốt, hấp thu tốt hơn và cơ thể của chúng ta khỏe hơn vào mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ là 13.000, nó tương đương với một ly cà phê sữa, nhưng công dụng của nó rất là phù hợp đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt đối với những chị em văn phòng thì thường xuyên chúng ta ngồi trong máy lạnh nè, chúng ta ít vận động và nhiều khi chúng ta quên cả việc chúng ta uống nước. Chính vì vậy cho nên chúng ta hãy tập thói quen uống nước, và mỗi khi chúng ta thức dậy với một cái ly diệp lục như thế này rất là thanh mát, rất là dễ uống, và chúng ta khởi động một ngày mới thật là nhiều năng lượng, làm việc hiệu quả. Và ngay bây giờ thì Trúc xin phép uống cái ly diệp lục này để chúng ta khởi động một tuần mới, một tuần làm việc hiệu quả nhé. Xin chào cả nhà.